theo cái video của em. Bây giờ em cũng xin chia sẻ với cả nhà đây, thì một lát nữa cũng tới 11 giờ đưa cố nghệ sĩ Vũ Linh đi qua bên nghĩa trang Hoa Viên của Bình Dương để mà được chôn cất. Thì chú cũng được chôn cất cạnh bên phần mộ của Thanh Trung Huệ. Hai người cũng như là đồng nghiệp với nhau, thì bây giờ hai người cũng đồng với nhau. Dẹt đường để mà cho xe ra, hai bên đó là có xe tang, ở đây một chiếc xe tang, ở đó là nghĩa hiệp, ở đây cũng nghĩa hiệp luôn, hai chiếc xe tang để mà đưa chú đi qua tận Bình Dương, đi khoảng 60 cây số. Mấy clip trước thì em có chia sẻ là phần mộ của nghệ sĩ Vũ Linh. Là cũng nằm cạnh bên Thanh Trung Huệ á trời. Bữa đó cũng có thấy chú Thanh Điền vô để mà thăm cô. Bên trong bây giờ rất là đông, không thể nào mày đi vô được. Đem đổ cầm nhang luôn, chú sắp sửa lên đường. Lò sát cho anh đi mấy em, thấy coi thấy có sát cho con đi con, xe nó còn ra vô nó đụng bây giờ. Sắp sửa đi. Chưa tới nhà mà. Sắp sửa rồi. Sao mình đi kịp ta? Anh Hùng đâu rồi, thời kia đi rồi. Yeah.
đem ra nhang đèn hương quả để con ra xe đó cả nhà ơi. Chuẩn bị chưa ta? Tới giờ chưa nhúng? À 11 giờ là bắt đầu ra xe đó ha. Là chạy đi đó. Có xe không? Có xe không? Ý là ai không có xe muốn người hai một muốn đi xe là lên xe đi. Có xe kìa. Có chuẩn bị xe hả? Sao chở hết trời ở đây quá trời. Mũi em sầm quải kìa, nó chưa cho lên mấy bả la, sầm mấy bà già. Không cho hết cho đi về chứ hả? Người ta ái mộ, người ta dưới quê người ta lên mà không cho tao lên xe. Ý là chưa tới giờ mà mấy bả nào lên. Sợ đi, sợ đi không hết đâu. Hết, người ta chuẩn bị mà. Ai chiếc cũng đủ đâu. Ở đây biết bao nhiêu ngàn người rồi nói. Không đủ đâu. Cũng quá tốt luôn ha, có xe để mà đi. Thì ai lên trước được thì đi chứ. Ai lên trước được thì đi chứ. Rồi đi xe máy cho ta ăn. Lát muốn về nào về, đi xe đó nó về đúng đó. Rồi, đúng rồi. Lu bu quay là nó bỏ. Qua tới Bình Dương ở Bảnh tới 60 cây nữa vậy. Không tới đâu. Đi đường Phú Long nè. Đi đường Hà Huy Giáp rồi đi ra cầu Phú Long á. Đi đi đường ngã tư Bình Phước đúng không ta? Đi thẳng lên tránh. Chắc bảo đảm nếu là đang nằm ra địa điểm này là phải đi đường Hà Huy Giáp. Hà Huy Giáp hả? Ta lên trước. Em lên chảnh em đi đường ngã tư Bình Phước. Sao em mới lên chảnh trước em đợi anh quay. Nè ở đây vừa quay xong là bay ra lấy xe chạy về chở liền. Đi bộ từ từ thôi bay chi. Bay luôn, biết kịp. Phải có bảo là cam. Kìa xe khách tới kìa, xe khách chở rồi, chở khán giả kìa. Mà không đủ đâu, xe có mấy chục chỗ mà, ở đây 2.000 người sao mà. Sắp tới giờ rồi cả nhà, còn mấy chục phút nữa thôi là sẽ động quan đưa chú đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi qua đường kia nè, đi đường kia lại, cái thầy vô.